Cái việc mà được tham dự AFC Champions League cũng như là AFC Cup thì nó giúp cho tôi có thêm được cái sự tự tin cũng như được nhiều cái trải nghiệm để có thể phát triển bản thân mình hơn và cái đem cái sự tự tin đó lên đội tuyển quốc gia để có thể cống hiến cho đội tuyển và cũng như là thi đấu được tốt để có thể đạt được cái thành tích tốt. Trong 2 năm trở lại đây thì bóng đá Việt Nam đang cho thấy cái sự phát triển nhất định trong châu lục và cũng như là khẳng định vị thế của mình ở bóng đá khu vực. Thì cái việc mà bóng đá Việt Nam đang phát triển đó là một tín hiệu mừng cho bóng đá khu vực có thể vươn ra tầm châu lục cũng như là nói chung là cái việc Việt Nam nói riêng để có thể hướng tới cho các bạn bè khắp châu lục cũng như là ở thế giới biết đến việc mà ghi một cái bàn thắng rất là đẹp ở trong trận gặp UAE ở vòng loại World Cup thì đó là một cái niềm vui cũng như là rất là hạnh phúc khi mà đó là một cái bàn thắng tuyệt vời. Khi mà tôi thì bản thân tôi thì cũng rất là muốn tái hiện một cái thành tích đó một lần nữa và cũng như là giúp cho đội bóng có thể giành một cái điểm số tốt cũng như là một cái trận đấu đá quân thực sự là ấn tượng để cho dành cho người hâm mộ.